Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình AirDrop nhận 1.800 token có kia hoặc là BCMC của khoảng 18 đô nha các bạn. Để tham gia dán, các bạn click phần link thứ nhất của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Các bạn nhấp vào bay qua trên cùng nha các bạn. Các bạn bấm vào ghi sơn nha các bạn. Các bạn đăng ký tên, email, mật khẩu rồi các bạn vào mail confirm nha các bạn. Sau khi các bạn đăng ký một cái trang trên CoinMarketCap nè. B4D các bạn click phần link thứ hai của mình để chat chatbot nha các bạn. Rồi các bạn mở Telegram các bạn nút. Đây thì trên nguồn gấp 6 nha các bạn. Rồi các bạn sẽ một token BCMC khoảng 0.01 USD ạ. À. Đây thì mình thấy trên nguồn gấp 6. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh trên website thì mình đăng ký rồi các bạn. Rồi các bạn join kênh group kênh channel nha các bạn. Nó có hai kênh. Rồi các bạn join vào một kênh thứ nhất nè. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn join tiếp. Ê, mình lộn rồi các bạn ơi. Mới join rồi giờ bắt đáp lên nè các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh channel nè các bạn. Join kênh group các bạn. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp nữa các bạn. Chú gì? À 500. Rồi các bạn bắt đắp lên đi mà. Này limit hay gì ta? Sorry, nó chỉ mình limit thôi các bạn ơi. Rồi các bạn join vào các bạn. Vì hồi nãy cái kênh Telegram của mình nó bị đầy các bạn ơi. Không sao hết. Rồi Tower thì các bạn follow cho Twitter nha các bạn. Thì viết sẽ bên bot nè. Sớm trên nguồn AirDrop 6 nó làm có mấy nhiệm vụ sao mà mình vào làm nhiều tắt quá các bạn. Làm nhiều quá cũng không mệt ạ. Rồi các bạn follow các bạn. Follow trang B4D CoinMarketCap các bạn. Rồi các bạn bắt up nè. Bắt up lại tweet đã ghim con này gấu 2 nha các bạn. Gấu 2. Các bạn test lại nè. Rồi các bạn cũng trở về một con bot tiếp tục nha các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ ba là các bạn follow Facebook và like share Winbot nè. Click win nè, subscribe kênh YouTube nè. Giờ mình làm từng nhiệm vụ một các bạn. Các bạn nhấp vào đây follow Facebook nha các bạn. Facebook thì các bạn like nè các bạn. Rồi các bạn chọn lót cái dự án chút xíu nữa các bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn xuống đây các bạn chia sẻ bài viết của nó nè. Các bạn chờ lót chút xíu nha các bạn. Đâu ta? Facebook các bạn ơi. Facebook các bạn like chia sẻ xong các bạn là follow Liquid nha các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Cái máy của mình nó lót chậm thiệt các bạn ơi. Các bạn tự làm đi nha các bạn. Thì các bạn mua Liquid thì các bạn chỉ việc bấm vào follow nữa các bạn. Continue. Ơi chết bà các bạn ơi, mình chuyển qua ứng dụng luôn. Rồi các bạn follow nha các bạn, rồi bạn mới đáp lại. Rồi các bạn mới đáp lại, các bạn follow Liquid xong các bạn mới đáp lại nè. Rồi các bạn subscribe video của YouTube của nó nha các bạn. Bạn nhắm nhở fan. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi đây thì các bạn bấm vào đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây thì các bạn nhấp qua video, các bạn xem một cái video đầu tiên các bạn. Bằng like cho nó cái video đầu tiên đi các bạn. Rồi các bạn like. Like xong các bạn cứ bắt up lần nha các bạn. Các bạn vào đây subscribe cái website của nó như nào. Ờ subscribe cái website của nó các bạn. Rồi.
chấp nhận điều khoản. Và các bạn đây, rồi các bạn lướt xuống tất cả các bạn lướt xuống xong các bạn bắt cái địa chỉ email các bạn đăng ký trên một cái sàn B4D của MarketCap, email sớm các bạn đăng ký nha các bạn. Sớm email của mình là Anh Nhân Quỳnh nè các bạn. Rồi các bạn gì vậy, bấm vào nút subscribe nha các bạn. Thánh Diêu, rồi như vậy là mình đã ok nha các bạn. Đây mình đã khai báo email cho nó nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục submit detail nha các bạn. Rồi các bạn điền lại một cái địa chỉ email các bạn đăng ký trên cái site của nó nãy nha các bạn. Rồi các bạn hỏi có join group chưa là bấm join nha các bạn. Rồi các bạn cũng mở tờ Twitter. Phan phan các bạn. Rồi các bạn cũng mở trang tờ Twitter của bạn ra nghe các bạn. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba chữ bên cùng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào mục hồ sơ nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép vào nha. Khai như tạm tất cả các bạn. Máy mình lót chậm quá các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Ui tợ sao nó không gỡ được. Rồi các bạn tiếp tục gỡ tiếp tục đường link blog Facebook của mình nha tất cả các bạn vào Facebook của mình lấy copy book của mình rồi các bạn gửi cho bot tiếp tục. Rồi tiếp tục thì Liquidwin thì các bạn cũng gửi đường link Liquidwin luôn. Các bạn cứ việc nhấp vào copy dòng thời gian. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân copy cái dòng thời gian của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Quá dài làm video này quá dài nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Nó đang cập nhật dự án chút xíu. Rồi blue file YouTube nha tất cả các bạn. Rồi các bạn nhấp vào các bạn gửi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn mở địa chỉ IC 10 bên di chúc Wallet, Mysel Wallet. In token các bạn copy địa chỉ ITH của mình nha các bạn. Thì để mình làm xong rồi mình hướng dẫn các bạn lấy link YouTube của mình nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH thôi. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Bạn nào biết rồi thì tự làm đi nha các bạn. Rồi cái đây là link ghép của bạn, cái đây là việc lấy link ghép bấm chia sẻ bạn bè và người thân để nhận thêm tục cần nha các bạn. Sẽ thiết nè. Rồi đây tài khoản của mình nha các bạn. Rồi lấy đường link vào YouTube thì các bạn chỉ việc nhấp vào YouTube này các bạn. Vậy mình sẽ dính bản quyền nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình trên cùng nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào kênh của bạn nha các bạn. Các bạn bấm vào ba chữ trên cùng các bạn gặp chia sẻ nè. Các bạn ghi là các bạn sao chép đường link YouTube của mình nha các bạn. Rồi các bạn cũng đừng quên like, bấm chuông cập nhật những video clip tiếp theo từ mình nha. Vậy video này cũng kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.